Vâng, đáp trước con có nghe sư giảng về một vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Trước khi thành đạo luôn có một người nữ đồng hành ở vị trí là một vị vợ. Bồ Tát lên trời phạm thiên thì vị ấy lên trời phạm thiên theo. Bồ Tát đi xuống địa ngục thì vị ấy cũng đi xuống địa ngục theo. Sư đính chính nhưng sư không có nói câu này nha. Sư không có nói là Bồ Tát đi địa ngục là vị này đi địa ngục theo. Mà sư nói là trong những trường hợp Bồ Tát đi địa ngục thì không có bằng chứng nào cho thấy và sư cũng không biết là vị đó có đi địa ngục theo hay không. Nhớ giùm nha. Chứ còn quý vị nói cái này mà quý vị chèn vô thêm ông sư Hạnh Tuệ ông nói là chết sư ha. Rồi, Bồ Tát xuất gia thì vị ấy cũng xuất gia theo. Sư cho con hỏi trong trường hợp này xảy ra trong thời kỳ nào trên hành trình tu hành của Bồ Tát trước khi đạt đạo quả chánh đẳng giác? Suốt 20 tăng kỳ, đầu 7 giữa 9 cuối 4 và 100.000 đại kiếp tu hành từ khi phát nguyện trong tâm đến khi Bồ Tát thành Phật. Hay chỉ 4 a tăng kỳ cuối và 100.000 đại kiếp từ khi Bồ Tát xuống Bề Thá được Đức Phật Tipan Đắc Cá thọ ký đến khi Bồ Tát thành đạo. Hay công đường Giác Sô Tha Đóa chỉ có nhân duyên đồng hành cùng Bồ Tát trong 500 kiếp cuối. Ở đây người vợ đồng hành đóng vai trò gì? Một chúng sanh cùng chung chí hướng được Phật Nhiên Đăng gia hộ đến hộ trì cho Bồ Tát thành tựu các pháp hạnh. Một người vợ, người vợ chính là quả của một trong 30 pháp hạnh Ba La Mật mà Bồ Tát độ, mà Bồ Tát được Phật Diên Đăng gia hộ thành tựu pháp hạnh hay cả hai. Một cái mà sư cần phải đính chính trước trong câu hỏi này nha, tức là không hề có trường hợp Phật Nhiên Đăng gia hộ bất kỳ thứ gì ha. Phật Nhiên Đăng không hề có sự gia hộ gì ở đây. Sư phải đính chính trước bởi vì bản thân câu hỏi đã sai ha, câu hỏi có chỗ sai thì ra sư phải đính chính trước. Con không hiểu tại sao lại cần có một người nữ đồng hành cùng một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, vì con thấy Phật khó để tìm một người cùng chí hướng tu hành đến giác ngộ chánh giác, thậm chí không khéo ái dục lại trở thành gánh nặng cho Bồ Tát chánh đẳng giác, làm chậm trễ hành trình. Hay là sự có mặt của người nữ chỉ duy nhất để xác định cho pháp phải là nam nhân trong tám pháp của Bồ Tát hạnh. Truyền thống chư Phật luôn có con trai xuất gia làm sa di trong tăng đoàn. Con biết còn truyền thống có người nữ đồng hành trên con đường tìm đạo có phải cũng là một trong các truyền thống như vậy không sư? Nếu Bồ Tát nguyện không cần người nữ đồng hành thì có trái truyền thống chư Phật không? Rồi, mong mong đời vị lai không muốn dính mắc đến ái dục với người nữ nữa. Nó như thế này, theo như trong kinh tạng ấy thì bà Yasodhara tức là bà Yayudhara đấy, trong trưởng lão ni kệ ha, trưởng lão tăng ni kệ thì có nói đó là bà đã theo Bồ Tát, nguyện theo Bồ Tát từ 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp từ trước. Chứ không phải là chỉ có 500 kiếp cuối. Và trong khi mà bà gặp Đức Phật Nhiên Đăng mà bà phát nguyện ấy thì Phật Nhiên Đăng đã nói như thế này: đây là chúng sanh tương ứng về phước, tức là cái phước của bà cũng tương ứng với Bồ Tát ấy. Cho nên là mới có khả năng là nguyện để mà đi theo hỗ trợ Bồ Tát. Thành ra mới có cái chuyện á, là Bồ Tát tu chứng sơ thiền, bà cũng có khả năng chứng sơ thiền. Bồ Tát tu chứng bát thiền ngũ thông, bà cũng có khả năng tu chứng bát thiền ngũ thông nha. Tức là cái phước của bà là tương đương với Bồ Tát chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Nếu như á, mà bà chỉ cần mà bà đổi nguyện thôi đó là bà có khả năng thành một vị chánh đẳng chánh giác.
Nhưng mà cái sự khác biệt của hai vị này là như thế này. Bồ Tát làm tất cả các điều thiện vì quả vị chánh đẳng chánh giác. Còn Bà Gia Du Đà La làm tất cả các việc thiện vì Bồ Tát. Mục đích khác nhau, quả chứng khác nhau. Không có kinh tạng nào nói là bà đi theo Bồ Tát từ 20 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, không có. Thành ra cái chuyện mà bà có đi theo từ 20 tăng kỳ hay không thì đó là một cái việc mà mình phải đặt câu hỏi. Có thể mình để qua một bên tại vì không có chứng cứ. Trong một cái dịp tình cờ, bởi vì lâu quá rồi cho nên là sư không có nó nằm trong cái phần mà đặt sang bói giác ngộ, phần đặt sang cái quyển mà nhỏ đó, quyển nhỏ mà dày á, sư có đọc một cái trích đoạn, đó là một cái tích xưa là Bồ Tát á, là người chủ động, trước đó thì hai người chưa có duyên vợ chồng đâu, nhưng mà Bồ Tát là người chủ động, và một trong một lần theo đuổi và trong một lần là cúng dường vị Phật độc giác ấy, có nguyện là cho cái người nữ này đó, là cho mình có cái, cho Bồ Tát là có cái năng lực để mà theo đuổi cái người nữ này. Thì do đọc lâu quá rồi cho nên là sư không chắc là nó có thật hay không, và sư cũng không chắc về cái nguồn gốc. Còn một việc ấy, quý vị nên nhớ như thế này nè, trong các cái pháp thiện có cái pháp bố thí ha, mà trong các cái pháp bố thí đó có bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ đó, cái pháp bố thí là cao nhất á, là gì? Bố thí vợ và bố thí con. Mà bây giờ không có vợ lấy đâu bố thí, họ không có vợ lấy đâu có con mà bố thí. Thành ra cái chuyện này nó giống như là một cái thủ tục mà cần phải có nha. Thêm một vấn đề nữa đó là gì? Sư nói nó là một cái thông lệ của chư Phật, bởi vì trên con đường hành đạo chánh đẳng chánh giác ấy, thì chắc chắn là phải có cái người hỗ trợ. Nó là một cái thông lệ rồi. Sư nói đơn giản như một cái anh gọi là tổng giám đốc thì lớn ha, một cái tập, thậm chí là một tập đoàn thì phải có thư ký thôi và phải có trợ lý. Cái đó là một cái chuyện đương nhiên, và mình không thể nào mình nói mình thắc mắc mấy cái chuyện đó. Tại sao phải có? Bởi vì cái chuyện mà một cái anh tổng giám đốc thì anh phải có thư ký là chuyện đương nhiên rồi. Đấy. Và không riêng gì anh tổng giám đốc mà bà tổng giám đốc cũng phải có thư ký. Bởi vì đó là cái nhu cầu phải có để mà hỗ trợ ha, hỗ trợ, chứ không phải là để mình hưởng thụ cái gì, những cái mờ ám giữa thư ký và tổng giám đốc thì không có, nhưng mà công việc là phải có để mà hỗ trợ. Thành ra quý vị nên hiểu là đây là một cái thông lệ cần có một người hỗ trợ, đặc biệt là trong các cái pháp hạnh như là cái hạnh bố thí vợ và con. Đây. Cho nên là không có cái chuyện ai gia hộ ai hết trơn ha. Mà do hai chúng sanh này đó, tức là một vị chánh đẳng chánh giác và một cái chúng sanh là nữ, có cái duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp,
Và nhờ cái nhân duyên đó họ có cái nguyện vọng, người nữ có cái nguyện vọng là hộ độ cái người nam để mà trọn cái đại hạnh đại nguyện. Tuy nhiên là khó đó, nhưng mà sẽ có. Và đương nhiên là người bản thân đã là người nữ thì sẽ có những cái rắc rối của người nữ. Đó là gì? Đó là trong nhiều kiếp, trong nhiều kiếp mà vì vì chính cái người nữ này nè, mà Bồ Tát quên luôn cái con đường giác ngộ. Cho thành ra quý vị cũng hiểu thì đây là một cái thử thách ha, một cái thử thách. Nên giống như đời có âm có dương vậy đó. Có những kiếp đó, vì vì cái người nữ này đó mà Bồ Tát bỏ con đường tu cũng có. Có nhiều kiếp vì cái người nữ này mà Bồ Tát đi địa ngục cũng có nha. Nhưng mà tụ chung á, thì đời mà nhất là con đường hành đạo thì nó phải có chông gai, thì nó phải có thử thách thôi. Nó quý vị không tin chứ một vị trưởng lão trong một cái buổi nói chuyện vui có nói như thế này: chưa cần phải đợi đến lúc mà thành chánh quả đâu, thầy tu ấy tu đàng hoàng nha, tu đàng hoàng chứ không phải là cái kiểu mà tu tu mà mở tin nhắn rồi hẹn hò cô này cô kia rồi tán dóc rồi cua gái thì mấy cái thứ đó thì bỏ, không có nói tới. Đang nói là những cái vị mà tu mà đàng hoàng ấy kiểu gì cũng có thử thách, mà cái thử thách đó, một trong số đó là sẽ có người thương. Mà đương nhiên là vị đó đi tu không phải là để tìm cái người thương mình, nhưng mà chỉ cần anh tu đàng hoàng là kiểu gì nó cũng có mấy bà thương anh nè. Và trong đời tu á, nhắc này nhớ là không chỉ một người nha. Nếu anh tu đàng hoàng ấy thì tự nhiên là cũng sẽ có cô mà thương anh thiệt lòng, thương anh hết hết lòng hết dạ, mà cái kiểu anh bỏ tu thôi là gật đầu là cưới cái rụp luôn ấy. Nếu mà tu đàng hoàng thì kiểu gì cũng có. Đương nhiên là cái đời tu thì không ai mong cái chuyện đó, tu đàng hoàng á không ai mong chuyện đó, nhưng mà có tu là có thử thách. Quý vị có nói đó là gì, Bồ Tát cái gì là gì? Người nữ hỗ trợ Bồ Tát cũng được, mà quý vị nói cái đó là ma đăng già cũng được. Nhưng mà có một cái sư tạm gọi có một cái để phân biệt như thế này, đó là nếu như á cái người nữ mà họ thương thiệt, mà họ là cái người mà hỗ trợ mình trên con đường tu hành ấy, thì cái kiếp nào mình đi tu thì họ cũng sẽ đi tu. À, chứ còn cái kiếp nào mình đi tu mà họ đi lấy thằng khác thì đương nhiên nó không phải rồi. Thành ra có lỡ thương ông thầy tu thì muốn muốn hỗ trợ nhau thì cứ đi tu. Nói vui là sư khuyến khích những người thương mấy ông thầy tu, nhưng mà thương ông thầy tu thì phải giúp mấy ông thầy tu bằng cách là đi tu cũng đi tu, chứ phải thương mấy ông thầy tu là tạo điều kiện cho mấy ông thầy tu hoằng tục thì không có nên ha. Thương ông thầy tu là tạo điều kiện rồi cũng đi tu luôn đấy.